Xin chào quý vị và các bạn. Tin hát theo ca sĩ Khánh Ly nhé. Tôi muốn sống lâu thì hãy vaccine bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc ta xa người, đừng đợi ngày mai đến khi ta phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời ta ơn. Nếu muốn sống lâu thì hãy vaccine bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc ta xa đời. Đừng đợi ngày mai biết đâu ta nằm im hơi. Ta chẳng làm sao tạ lỗi cùng người, rộn ràng có nỗi đau, nghẹn ngào có nỗi vui, dịu dàng có nỗi đau, ngậm ngùi có nỗi vui. Kính thưa quý vị và các bạn, tối hôm nay là tối chủ nhật, tin xin hát tặng bài này cho những quý vị và các bạn nào đã chích ngừa Covid 2 mũi, và cũng như chúc mừng các bạn đã chích 1 mũi, các bạn hãy chích mũi thứ 2 nhanh nhé. Còn những quý vị nào, các bạn nào vẫn lưỡng lự chưa biết là có nên đi chích ngừa Covid hay không, thì các bạn quý vị hãy đi chích ngừa nhé. Đó là niềm hạnh phúc, sự mạnh khỏe cho quý vị và các bạn. Điều này cũng là niềm hạnh phúc cho những người thân xung quanh quý vị và các bạn. Bởi vì bạn mạnh khỏe thì mới có được hạnh phúc cho những người xung quanh, cho bạn và cho xã hội. Bạn không làm phiền ai cả, không ai phải lo lắng cho bạn cả. Đó là mình sống có trách nhiệm cho mình và cho gia đình cũng như cho xã hội. Nếu muốn sống lâu thì hãy vaccine bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc ta khép lại. Đừng đợi ngày mai có khi ta nằm xuôi tay, trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương. Nếu có vaccine thì hãy chích ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc ta qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi ta thành mây khói, cát bụi làm sao mà biến miệng cười. Rộn ràng với nỗi đau, nghẹn ngào với nỗi vui, dịu dàng với nỗi đau, ngậm ngùi với nỗi vui. Rộn ràng với nỗi đau, nghẹn ngào với nỗi vui, dịu dàng với nỗi đau, ngậm ngùi với nỗi vui. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút bình yên và tràn đầy sức khỏe. Dàng một nỗi đau, ngậm ngùi với nỗi